chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Cá chép quá rồng, vét cạn lộc trời, gặp thời đổi đời sang trang, tiền vàng nhét chật két, giàu có chạm đỉnh. Quý bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh 1976 thân mến, nhiệm vụ trong một kiếp nhân sinh của bạn không phải là chịu đựng và chỉ biết sống một cách mờ nhạt. Nhiệm vụ của bạn là có một đời rực rỡ, sống với những nhiệt huyết, cống hiến, bền bỉ trong khả năng của bản thân, có một chút lòng nhân, có một chút lòng trắc ẩn, vui một xíu, cười lên một tẹo, và làm tất cả mọi thứ với một cá tính, một phong thái, một cái chất riêng biệt của bản thân mình. Có câu nói rằng, thế giới này không chỉ có mỗi nắng và cầu vồng, nó có những thời khắc tăm tối, có những phút giây mỏi mệt. Nó sẽ tìm cách hạ gục bạn, khiến bạn phải quỳ xuống dưới những gánh nặng đan xen. Không có gì ngạc nhiên về việc cuộc đời sẽ vất vả. Đôi khi và lắm lúc bạn sẽ chán nản đến cùng cực. Vấn đề không phải là cuộc đời hành bạn đến mức nào, vấn đề là ở chỗ cách bạn lựa chọn đối diện với mọi khó khăn. Thời điểm bạn lựa chọn kiên cường và thời khắc bạn duy trì bản thân để tiếp tục hiên ngang bước về phía trước. Quý khán giả thân mến, theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp chỉ ra rằng, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, vận trình của con giáp tuổi Bính Thìn có dấu hiệu khởi sắc khá mạnh. Con giáp này được nhiều các tinh tề tựu tương trợ, lại được sự ủng hộ của tam hợp đế dượng, nên sự nghiệp hanh thông vô cùng, làm gì cũng suôn sẻ. Tình hình tài chính cũng nhiều điểm sáng rõ rệt, dễ được hưởng lộc trời ban. Chỉ cần bản mệnh tận dụng vận may, nắm bắt được cơ hội đổi đời này, thì sẽ giàu nước đố, đổ dách, tiền bạc nhét nước két ngay trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này. Nhưng sẽ thật đáng tiếc với những ai bỏ qua vận may lần này, thì sẽ phải tiếp tục cuộc sống chạy dạy đó đây, nghèo khổ cả một đời, một kiếp. Vậy tử vi của con giáp này diễn ra như thế nào trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này? Vận may nào sẽ đến với con giáp này trong thời gian tới? Mời quý khán giả hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay của kênh Lộc để giải đáp hết những thắc mắc này nhé. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh 1976 thân mến, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 là thời điểm đẹp nhất dành cho Bính Thìn 1976, của sự thuận lợi, của sự an hòa, của việc được trời và người hỗ trợ. Đây là thời điểm có dự định gì thì nên làm, có mong muốn gì thì nên thực hiện, có đợi chờ gì thì cần tranh thủ thời điểm đẹp trời thuận mây. Nếu có điều gì đó bạn không thích trong cuộc đời mình, hãy thay đổi nó. Nếu không thể, hãy thay đổi cách bạn đón nhận hay nhìn nhận vấn đề, thay đổi thái độ với nó. Nhưng nếu điều đó phụ thuộc ở lòng người, nằm trong quyền quyết định của người khác, thì hãy mặc kệ nó, đừng cố làm vừa lòng tất cả người đời. Lắm lúc trên đường bạn đi, bạn chỉ cần chú ý đến bản tâm của mình mà thôi. Từng sống phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm, nhưng giờ Bính Thìn chủ yếu chỉ quan tâm đến công việc, tiền tài mà thôi. Sự nghiệp thăng hoa thì cuộc đời rực rỡ, thiếu tiền mới sợ, còn lại xá gì sự lạnh nhạt của nhân tình đâu. Vì trải qua nhiều rồi, đắng cay cũng nhiều rồi, nên giản đơn có thì tốt, mà không có thì kệ. Cứ nhẹ nhàng nhìn vào sự nghiệp mà thôi. Lại cứ nhớ Bính Thìn sẽ thành công nhờ vào chữ tín, nhờ vào chất lượng trách nhiệm, sự trọng lời hứa trong từng hành vi của bản thân họ, chứ không phải kiểu thành nhờ sổ nhanh mà đạt được. Thời gian là thứ Bính Thìn cần trong cuộc hành trình bỏ tâm bỏ sức vào công việc để tạo được sự khác biệt cho khách hàng, đồng nghiệp nhận ra. Nên nếu bạn chưa chứng tỏ được điều đó, hãy thong thả tiếp tục bền chí và kiên tâm, không vội vàng, cứ nhẹ nhàng. Đất trời ắt không phụ người có tâm, nhân gian sẽ cho bạn đạt được cái tầm tương xứng với những công sức, nỗ lực mà bạn đã gửi vào trong dòng đời. Có vậy thôi. Tuổi Bính Thìn sinh 1976 cầm tinh con rồng, đứng thứ 5 trong số 12 con giáp. Tuổi Bính Thìn được thừa hưởng những đặc tính của loài rồng là sự thông minh hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh, sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Thêm cái bản tính nóng nảy như lửa, xong lại đâu vào đấy, con người bộc trực, thẳng thắn, thích hoạt động. Bính Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời của mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại, nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng, không cho phép họ chấp nhận. Họ
họ nhanh chóng nghỉ ngơi và thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình. Bính Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, tuổi Thìn có rất nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Họ có con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy trong công việc họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà họ có thể dễ dàng thấu hiểu tâm tư, niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Bính Thìn nên sống xa quê quán sẽ tốt hơn. Người tuổi này được thừa hưởng thừa kế của ông bà, cha mẹ, về sau trung niên mới giàu có. Họ rất thoải mái linh hoạt trong cách giao tiếp. Không phải lúc nào họ cũng xử sự với thái độ nghiêm túc, rất chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bổ bả với những người bạn thân thiết. Đó là đặc điểm tính cách trong con người của họ. Bính Thìn luôn giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Đó là lý do tại sao người tuổi Thìn sống rất ung dung, lạc quan và yêu đời. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Bính Thìn khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên sự tự tin thái quá, nó sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Nhìn chung, Bính Thìn có một cuộc đời khá hoàn hảo về đường công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên. Những người này được hưởng một cuộc sống có phần dư giả. Cả cuộc đời họ sẽ sống mà không cần lo về vấn đề cơm ăn, áo mặc, được hạnh phúc dung đầy. Tuy nhiên, họ sẽ là những người khổ tâm luôn lo nghĩ mọi việc cuộc đời. Bính Thìn rất đáng để người khác ngưỡng mộ và mơ ước. Tuy không phải cuộc sống cao sang quyền quý gì, nhưng cũng đủ để sống thoải mái cả đời. Nam mệnh tuổi Bính Thìn là người có tính cách thay đổi khá nhanh. Họ là những con người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, những người này lại gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy ngông cuồng, kiêu ngạo, nhưng họ lại sở hữu một tính cách vị tha, khoan dung. Lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ thì một cuộc sống đa sắc màu rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ, và có những suy nghĩ khá lạ đời. Người tuổi Bính Thìn thường gặp những trắc trở nho nhỏ. Trong thời thơ ấu, từ nhỏ bạn đã yêu cầu quá nhiều ở những người thân, cho nên hoàn cảnh xung quanh không mấy hoàn hảo đối với bạn. Mặt khác, cá tính độc lập sẽ khiến bạn gặp nhiều phiền toái không cần thiết khi đến thời trung niên, vì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông. Như vậy, thường khiến người ta ghen ghét, đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm. Bạn nên chú ý điều tiết mối quan hệ với những người xung quanh. Có nhiều chuyện cũng nên hỏi ý kiến người khác. Nhưng khi về già, tuổi Bính Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Bính Thìn vốn thông minh, lanh lợi, bẩm sinh phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy, họ không mấy vất vả khi quản lý kinh tế tài vụ. Có điều, tuy họ biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lợi của họ quả chính xác và sáng suốt. Nếu có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng, nếu có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, Bính Thìn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của họ, nếu thu nhập nhiều, nghĩa là chi tiêu cũng lớn. Cho nên, nếu muốn dành dụm tiền một cách có kế hoạch, thì hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy họ có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ lòng tự tôn ấy, thì thường chỉ để thỏa mãn sự say mê, hư danh mà thôi. Dù Bính Thìn có thể kiếm được ra rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy, bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc. Nếu không, bạn sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Những người tuổi Bính Thìn thuở nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng tuổi Bính Thìn phô trương tự tin một cách thái quá. Tuổi Bính Thìn làm việc rất chăm chỉ để dương tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang.
Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền. Điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình, nhờ vào sự cố gắng ý chí quyết tâm vươn lên để phát triển bản thân. Mà Bính Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, họ không bao giờ sợ hãi lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, Bính Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Bính Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Không ít tuổi Bính Thìn chưa đến 40 là đã có tất cả. Nhìn chung, một khi Bính Thìn đã bắt tay làm việc gì thì sẽ tạo được thành quả ngoài mong đợi. Càng lớn tuổi, Bính Thìn càng được quý nhân phù trợ nhiều, ngày càng giàu có sung túc, sống cuộc đời viên mãn. Nữ mệnh tuổi Bính Thìn là người rất thoải mái linh hoạt trong cách giao tiếp. Với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, đặc biệt là người khác giới. Nụ cười luôn rạng ngời trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Bính Thìn sống bao dung, chân thành. Vì vậy, bạn bè người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Nhưng tuổi Bính Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Bính Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Phụ nữ tuổi Bính Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách ăn mặc, không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Bính Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ váy áo sexy. Phụ nữ tuổi này trong bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu, đôi lúc đa sầu, đa cảm. Họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Theo tử vi dự báo, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, hứa hẹn sẽ là một thời điểm đầy biến động. Đối với người tuổi Bính Thìn, cục diện trực thái tuế chi phối mạnh, kết hợp với những ảnh hưởng tiêu cực của năm cuối cùng của hạn tam tai, sẽ khiến vận trình của bản mệnh gặp nhiều khó khăn, bất lợi và thách thức ở mọi khía cạnh cuộc sống. Người xưa thường nói, đương đầu thái tuế vô phúc liền có họa, cũng là vì lý do đó. Dù anh chị Bính Thìn vốn kiên cường, bản lĩnh, dũng cảm và có gia cảnh tốt, thì cũng sẽ cảm thấy nhỏ bé trước những khủng hoảng khó khăn to lớn của số phận. Một số người thậm chí có thể rơi vào trạng thái u uất, chán trường. Điềm báo tử vi cho thấy, thời điểm nửa đầu năm có thể vô cùng gian nan, thách thức liên tiếp xuất hiện. Nhưng đừng lo lắng, vì trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, mọi chuyện sẽ bắt đầu chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này, bán mệnh cứ quyết tâm và nỗ lực bền bỉ khi thực hiện công việc, sẽ được lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao, từ đó đạt được thành quả tốt. Hãy kiên trì và đừng vội nản lòng, những phần thưởng xứng đáng đang chờ đón bạn ở phía trước. Về phương diện sức khỏe, có thể giảm sút rõ rệt trong thời gian này. Vì vậy, đừng coi thường bất kỳ vấn đề sức khỏe nào dù là nhỏ nhất. Đừng trì hoãn điều trị y tế vì vấn đề chi phí. Nếu để lâu thì sẽ tốn nhiều tiền hơn và bệnh tình cũng có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, bản mệnh cần chú ý đến sức khỏe tinh thần và tránh những tác động tiêu cực của căng thẳng và lo lắng. Hãy đi lại cẩn thận, tránh những tai nạn và bệnh tật không mong muốn. Về phương diện tình duyên gia đạo, thái tuế có thể gây khó khăn cho những người độc thân với nhiều cảm xúc dang dở và bẻ bàn. Các cặp đôi cũng có thể gặp phải những căng thẳng và tranh cãi liên tục do tâm lý không ổn định, thậm chí có thể dẫn đến việc đổ vỡ mối quan hệ. Vì vậy, hãy chia sẻ và trao đổi nhiều hơn với nhau để giữ được hạnh phúc gia đình và tránh cho kẻ thứ ba xen vào. Về phương diện công việc và sự nghiệp, công việc làm ăn sẽ gặp phải một số trở ngại trong thời điểm này. Tiến độ công việc bị chậm, lại ít cơ hội để phát triển hay thăng tiến hơn. Thêm vào đó,
sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, đòi hỏi Bính Thìn phải nỗ lực hơn rất nhiều để giữ vững vị trí của mình. Nếu có ý định đầu tư hay khởi nghiệp, cần hết sức cẩn trọng và tỉnh táo, chọn lọc đối tác thật kỹ, tránh để bị lừa đảo hay phá hoại. Về mặt tài chính, thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, tài khí sa sút nên việc kiếm tiền sẽ trở nên khó khăn hơn. Tốt nhất là Bính Thìn nên tập trung vào các dự án đang dang dở, hạn chế việc mở rộng quy mô hay đầu tư ồ ạt, hãy tránh xa các trò đỏ đen, cá cược hay đầu tư rủi ro, hồng thu lợi nhanh. Tuy nhiên, Bính Thìn cũng cần lên kế hoạch và chi tiêu thật hợp lý để đảm bảo cuộc sống hàng ngày suôn sẻ. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống. Trong từng tháng âm lịch của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn sẽ có những bước tiến mạnh mẽ trong tháng này, nhờ có sự giúp đỡ của tạm hội, những khó khăn trước đó dần dần được tháo gỡ. Thậm chí bạn còn được quý nhân định hướng cho hướng phát triển phù hợp trong tương lai. Con giáp này hãy tự tin và ý thức được đâu là điểm mạnh của mình để có cách phát huy sao cho phù hợp nhất. Bạn là người có tài năng, nhanh nhẹn, chỉ cần chủ động hơn trong việc nhận trách nhiệm, không sợ vất vả, khó khăn thì ắt gặt hái được thành công đáng mong đợi. Dịch mã cho thấy, bạn càng nhiệt tình bao nhiêu, cống hiến nhiều bao nhiêu thì càng nhận lại được nhiều bấy nhiêu. Đừng nên so đo bản thân với người khác, hãy tập trung làm thật tốt nhiệm vụ của mình, bạn sẽ chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Tuy nhiên, dưới sự tác động của mộc dục, bạn cần phải thay đổi bản tính cả thèm, chống chán hay bỏ dở công việc giữa chừng của mình, cho dù trên con đường chinh phục thành công. Bạn có gặp phải khó khăn, cũng đừng nên đầu hàng, hãy cố gắng hết sức mình rồi đồng nghiệp quý nhân sẽ đến bên bạn, giúp bạn vượt qua thử thách. Bạn không nhất thiết phải ôm tất cả mọi khó khăn tâm sự vào lòng, hãy chia sẻ với mọi người để biết thêm những kinh nghiệm đáng quý, đồng thời tìm ra động lực và hướng đi cho mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 11 âm lịch, nhờ có quý nhân và tam hội cùng giúp đỡ nên con đường tài lộc của người tuổi Bính Thìn cũng trở nên thuận lợi, hanh thông hơn trước đó, nhiều mối quan hệ xã giao hài hòa, là nền móng giúp bạn nhanh chóng tiếp xúc được với những mối quan hệ bạn hàng, đối tác mới, đem lại lợi lộc cho bản thân. Thời điểm này, bạn cần xác định mục tiêu cụ thể cho mình và cố gắng hết sức mình để thực hiện điều đó. Tất nhiên, quá trình đi đến thành công chẳng hề đơn giản, có nhiều lúc bạn sẽ phải vất vả bôn ba, thậm chí chịu sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ. Tuy nhiên, hãy là con giáp kiên cường, tự tin vào bản lĩnh của mình, bạn sẽ dần dần tháo gỡ được vướng mắc và vươn lên. Dịch mã cho thấy, nếu người làm công ăn lương muốn kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm này thì cần phải xông xáo nhiệt tình hơn. Trong các công việc của tập thể, nếu còn sức lực và thời gian, đừng ngại làm thêm giờ hay nhận thêm nhiệm vụ. Nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Để có được những bước tiến vững chắc, bạn cần dành thời gian để tìm hiểu thêm về các lĩnh vực mà mình quan tâm. Gặp khó khăn cũng chớ vội đầu hàng, cũng như đừng cả tin nghe theo lời dụ dỗ của người ngoài. Hãy xác định rõ ràng mục tiêu cho mình để có chí hướng phấn đấu. Khẩu quyết: tâm trạng bất ổn dễ dẫn đến dạ miệng nếu không kiểm soát bản thân. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu tím và màu đen. Con số may mắn số 09, 44 và 17. Xét về phương sức khỏe của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 11 âm lịch, có thể thấy rằng tháng 11 âm lịch này là khoảng thời gian khá vất vả đối với người tuổi Bính Thìn. Bạn phải bôn ba cạnh tranh nhiều mới giành được lợi thế trong công việc. Vì thế, sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm, nhiều khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Nguyệt mã chiếu mệnh cũng cho thấy bạn cần phải cẩn thận hơn khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Đừng nên để sự lơ là sơ sẩy của mình gây ra những hậu quả đáng tiếc. Khi đi xa hoặc khi tham gia giao thông trên đường, bản mệnh cũng càng phải tuân thủ luật đường bộ, chớ nên vượt đèn đỏ hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, để tránh vướng phải những sự cố không đáng có trong cuộc sống hàng ngày. Bạn nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, làm việc hợp lý
cũng nên cố gắng quá sức, khiến cơ thể phải chịu áp lực trường kỳ. Nếu có thể, hãy rèn luyện thể dục, thể thao, khiến cơ thể khỏe mạnh hơn. Xét về phương diện tình duyên gia đạo, của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 11 âm lịch. Chuyện tình duyên gia đạo của người tuổi Bính Thìn có những biến chuyển tích cực trong thời điểm này. Mối quan hệ giữa bạn và người thân ngày một hòa hợp hơn. Đôi bên đã dần dần khắc phục được những quan điểm bất đồng, bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Thìn sinh 1976. Xét về phương công danh sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy tuổi Bính Thìn vừa được tam hợp thái tuế che chở, lại thêm nguyệt lệnh lâm thai hỗ trợ. Bản mệnh như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc cũng là điều dễ hiểu. Vận trình công việc trong cả tháng được đánh giá là đầu xuôi, đuôi lọt. May mắn đang đứng về phía bạn nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Các kế hoạch cũ mới đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu tháng chạp, bản mệnh đã có thể được trao khá nhiều trọng trách, cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng mà thoát khỏi được bàn tay của con giáp này. Thêm vào đó, Bính Thìn còn có quý nhân giúp sức, nên được dìu dắt và chỉ đừng dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Dù vậy, bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ đó một cách kín đáo, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực, nên xứng đáng được như vậy, có thể mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, các khí cũng tạo điều kiện để Bính Thìn chăm chút cho các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng, đồng sức trong văn phòng càng khiến con đường tiến thân của bạn rộng mở. Bạn nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang đến cho bạn thêm rất nhiều động lực, và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu sẽ là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Nhìn chung, trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, chắc chắn khối lượng công việc cần phải gánh vác xử lý sẽ tăng lên, khiến Bính Thìn cảm nhận sự bận rộn trở nên rõ rệt. Đổi lại, chính điều này mang tới không gian thăng tiến rộng mở, việc gì cũng có giá của nó. Bởi thế, chớ vội than phiền khi nhiều việc đến tay. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 12 âm lịch. Về mặt tài lộc, đây cũng là một tháng tài khí tăng cao ngút ngàn. Bên cạnh sự nghiệp, tài lộc của bản mệnh trong tháng này khá sáng, tài tinh liên tục gia tăng độ trì, tiền bạc kiếm về túi chẳng lúc nào dứt. Người làm công việc cố định trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính phụ đều được cải thiện. Công việc suôn sẻ thì tất nhiên cũng kéo theo tài chính dư giả, nhất là khi chính tài cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp đường tiến thân rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định về sau. Tam hợp cục giúp việc làm ăn, kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu lợi rất khả quan. Cũng nhờ tháng cận Tết nên tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đơn hàng tới tấp. Nhân đà này, bạn nên tính toán cho những bước xa hơn sau Tết, quan sát để nắm được xu thế phát triển cũng nhu cầu của thị trường. Từ đó nhập hàng có định hướng rõ ràng, bạn nên làm mọi thứ có chừng mực nhất định, chớ nên tiến hành ồ ạt kẻo dẫn tới tình trạng hàng Tết tồn kho, ra Tết rất khó để xử lý. Nhìn chung, bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Như kế hoạch sắm Tết nguyên đán khiến bạn tốn một khoản không nhỏ, nhưng con giáp này đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho từng việc nên không cần phải lo lắng. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp xếp để đòi lại những khoản nợ cũ trước. Đó với các khí đang dẫn, khả năng thu hồi tiền nợ cũ về túi cũng sẽ cao hơn. Nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ thì chớ để dây dưa sang năm mới, làm gì mọi chuyện sẽ rất khó nói trước. Khẩu quyết: khối lượng công việc ngày càng tăng kèm theo áp lực tiến độ. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Dần, tiểu nhân là tuổi Mùi và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu cam và màu trắng. Con số may mắn 90, 33 và 19. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 12 âm lịch.
Sức khỏe trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn này, bản mệnh thể trạng tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh là điềm báo có thể xảy ra thương tật hoặc quả huyết quang, do đó, bạn cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu, bia hay sử dụng chất kích thích khác. Thời điểm cuối năm sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập, ăn uống liên quan, bạn cũng nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Xét về phương tình duyên gia đạo của tuổi Bính Thìn sinh 1976 trong tháng 12 âm lịch. Đây là tháng có bán hợp che chở, nên đường tình duyên của Bính Thìn có đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đong đầy, gia đạo trong ấm ngoài êm. Dù có một vài xung đột thì cũng sớm được hóa giải, các thành viên sớm dậy chuẩn bị đón Tết. Vào cuối tháng, không khí đón Tết càng khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau vun vén và trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới an lành. Nhờ nguyệt lệnh lâm thai, một số cặp vợ chồng có thể sẽ đón tin vui từ con cháu trong tháng này, sau bao tháng ngày mong ngóng. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Bính Thìn sinh 1976, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp, thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Bính Thìn với tuổi Tý. Nếu Bính Thìn gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào trong công việc, thì tuổi Tý sẽ luôn là người bên cạnh giúp đỡ. Họ làm việc với nhau rất ăn ý, ít khi xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, sự mạo hiểm của tuổi Bính Thìn đôi khi khiến tuổi Tý không hài lòng. Tuổi Bính Thìn với tuổi Sửu. Nhìn thoáng qua chúng ta sẽ thấy tuổi Bính Thìn và tuổi Sửu có nhiều nét tính cách trái ngược nhau. Tuổi Bính Thìn thích giao tiếp tự tin, thể hiện tài năng của mình trước đám đông. Còn tuổi Sửu lại thích một không gian yên tĩnh, ít người. Tuy nhiên, hai tuổi này sẽ dễ dàng tìm được tiếng nói chung khi hợp tác làm ăn. Tuổi Sửu cẩn thận và chắc chắn, còn tuổi Bính Thìn quyết đoán và thông minh. Họ bù trừ cho những thiếu sót của nhau và cùng chung tay hướng tới một mục tiêu lý tưởng. Tuổi Bính Thìn và tuổi Sửu khi hợp tác làm ăn sẽ đem lại hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công. Tuổi Bính Thìn với tuổi Dần. Trên phương diện làm ăn, mối quan hệ của hai người này dễ bị rạn nứt, đổ vỡ, bởi tuổi Dần luôn muốn giành quyền lực và địa vị về tay mình. Còn tuổi Bính Thìn lại không bao giờ chấp nhận là người đứng thứ hai. Họ dễ xảy ra mâu thuẫn bất đồng trong quan điểm, không ai chịu nhường ai. Tuổi Bính Thìn với tuổi Mão sẽ mang lại hiệu quả cao nếu như tuổi Bính Thìn và tuổi Mão hợp tác làm ăn với nhau. Họ có nhiều ý kiến sáng tạo khác biệt, nhưng cùng có chung mục tiêu lý tưởng phấn đấu. Tuổi Bính Thìn sẽ là trợ thủ giúp tuổi Mão xây dựng một sự nghiệp vững chắc, dễ dàng. Tuổi Bính Thìn với tuổi Thìn. Khi là đối tác kinh doanh, vấn đề tồn tại rất lớn giữa hai con giáp này, đó là chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Bính Thìn nào cũng muốn quyền lực thuộc về mình. Hai người cùng con giáp này phải cùng làm việc để tìm lại cân bằng. Vốn dĩ tuổi Bính Thìn có khả năng lãnh đạo, có nhiều sáng kiến, nhưng hai người cùng làm việc thì việc lập kế hoạch lại chưa ổn lắm. Tuy nhiên, khi có rắc rối, cả hai kết hợp với nhau rất hiệu quả và sáng tạo. Nơi làm việc của hai người sẽ khá năng động và hiện đại. Tuổi Bính Thìn với tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ sẽ là người mang lại may mắn, thuận lợi cho con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn. Hai con giáp này trở thành đối tác làm ăn, họ dễ dàng phối hợp ăn ý và đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, mối quan hệ đồng nghiệp này sẽ càng trở nên sâu sắc, gắn bó, bởi giữa họ có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tuổi Bính Thìn với tuổi Ngọ. Hai tuổi này cũng có thể hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh. Với đầu óc tính toán nhạy bén, chính xác của tuổi Bính Thìn và con mắt nhìn xa trông rộng của tuổi Ngọ, sự kết hợp này sẽ giúp họ không ngừng phát triển, gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Bính Thìn với tuổi Mùi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Bính Thìn và tuổi Mùi sẽ hỗ trợ lẫn nhau, đem lại hiệu quả cao. Tuổi Bính Thìn luôn đưa ra những sáng kiến mới mẻ và độc đáo, còn tuổi Mùi sẽ luôn là người biến những ý tưởng ấy thành hiện thực. Tuổi Bính Thìn với tuổi Thân. Hai tuổi này sẽ hòa hợp hơn trên phương diện làm ăn. Họ sẽ dễ dàng trở thành những đối tác tin cậy và trung thành. Họ sẽ giúp đỡ nhau trong công việc. Cặp đôi này khéo léo trong cách giải quyết những khó khăn và thử thách. Bởi tuổi Bính Thìn và tuổi Thân đều ưa mạo hiểm, những kế hoạch cụ thể và phán đoán chính xác sẽ là điểm mạnh mà hai tuổi này cần phát huy. Tuổi Bính Thìn với tuổi Dậu.
Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Bính Thìn và tuổi Dậu phối hợp rất ăn ý và đạt được hiệu quả cao, tuổi Bính Thìn sẽ luôn là người tiên phong giải quyết công việc, còn tuổi Dậu sẽ chịu trách nhiệm cai quản về kinh tế và tiền bạc. Mối quan hệ của hai tuổi này ngày càng sâu sắc, gắn bó dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu lẫn nhau. Tuổi Bính Thìn với tuổi Tuất. Tuổi Bính Thìn và tuổi Tuất sẽ kết hợp hoàn hảo hơn trên phương diện hợp tác làm ăn. Tuổi Bính Thìn mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng cũng rất cần đến sự trung thành và giúp đỡ của người tuổi Tuất. Họ hăng say làm việc chăm chỉ và cần cù, là động lực của nhau trong những lúc khó khăn. Đôi lúc sự mạo hiểm của tuổi Bính Thìn khiến cho tuổi Tuất cảm thấy không an toàn và sợ hãi. Tuổi Bính Thìn với tuổi Hợi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, tuổi Hợi sẽ trở thành nguồn cảm hứng thúc giục tuổi Bính Thìn tự tin tiến lên phía trước để phát triển sự nghiệp của mình. Tuy không thông minh sắc sảo, nhưng khi tuổi Bính Thìn gặp khó khăn, tuổi Hợi đều sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình. Tuổi Bính Thìn rất mạnh mẽ trước những khó khăn, thử thách, nhưng không phải lúc nào cũng có những phán đoán chính xác và nhanh chóng. Bởi vậy, sự có mặt của tuổi Hợi là rất cần thiết. Hai tuổi này dễ dàng phối hợp hiệu quả với nhau và gặt hái được nhiều thành công. Quý khán giả thân mến, người xưa có câu nói, người có phước không cần vội vàng, người vô phước gấp gáp đến mấy cũng vô ích. Một người có phước hay không có thể nhìn thấy qua vẻ bề ngoài của người đó. Đây không phải mê tín mà là một loại năng lượng. Người có phước dường như luôn có điều gì đó phù hộ, thực chất là những đặc điểm nhất định của chính họ đã mang lại phước báo. Một người có phước hay không, có thể nhìn vào ba điểm là biết. Những người sở hữu ba đặc điểm sau đây khó có thể cản khi vận may đến, cuộc đời sẽ gặp nhiều phước lành và hứa hẹn mùa màng bội thu. Một là nhìn vào thái độ của họ đối với gia đình. Trên thế giới này, chúng ta chỉ là những người bình thường. Điều quan trọng nhất mà người bình thường cần làm là gì? Đó là sắp xếp cuộc sống cho tốt, chăm sóc tốt cho gia đình, có tấm lòng nhân hậu và tạo ra kết quả tốt. Để biết một người có gặp vận may hay không, trước tiên phải nhìn vào thái độ của người đó đối với gia đình mình. Người nào đối xử tốt với cha mẹ, vợ con, thương được ông trời ưu ái hơn. Chúng ta có thể thấy qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình rằng những người tìm kiếm sự giàu có và cơ hội bất chấp, thậm chí sẵn sàng đánh đổi gia đình, thường sẽ không có kết quả tốt đẹp. Gia đình bất hòa thì sự nghiệp khó có thể phát triển tốt. Nhớ rằng, có những điều bạn không thể giấu kín. Một người không chung thủy, không đối xử tốt với chính những người thân của mình, rồi một ngày mọi chuyện sẽ sớm bị phơi bày. Dù là ở đâu và bất cứ khi nào, chúng ta cũng cần tử tế với gia đình mình. Hãy sống ngay thẳng, làm việc thực tế, nhẫn nại với cha mẹ hơn, quan tâm đến người thân hơn, bao dung với con cái hơn. Bạn sẽ không phải lo lắng rằng trời không dành cho bạn sự ưu ái. Hai là nhìn vào thái độ của họ trước những thất bại. Thái độ của một người đối với thất bại quyết định người đó có thể đi được bao xa. Cuộc sống này 9 phần 10 là những điều không như ý muốn. Là một con người, cuộc sống không thể nào luôn thuận buồm xuôi gió. Nhiều người khi gặp thất bại, phản ứng của họ luôn là khóc lóc một cách cay đắng, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác. Trong khi đó, có những người khác sẵn sàng đối mặt một cách tích cực, âm thầm tu dưỡng bản thân và chờ cơ hội phản công. Trải qua nhiều thời đại, vô số tấm gương thành công đã chứng minh rằng chỉ những người kiên trì đối mặt với thất bại mới có thể đạt được chiến thắng. Những người thành công đó đã trải qua những khoảng thời gian không ai quan tâm đến họ, phải đối mặt với nhiều khủng hoảng thử thách. Sự kiên trì là vũ khí mạnh nhất của họ. Những người tìm thấy sức mạnh từ khó khăn và không ngừng nâng cao đức tính, khả năng của mình sẽ kiên trì đến cùng, khiến con đường đời ngày càng rộng mở. Bạn tin tưởng vào điều gì, tương lai điều đó sẽ đến với bạn. Muốn có cuộc sống tốt, cảm xúc ổn định, thái độ tốt và sự kiên trì đều không thể thiếu khi đối mặt với những thất bại. Điều chúng ta thực sự nên làm là chấp nhận thực tế, đối mặt trực tiếp với thử thách, suy ngẫm về bản thân và mở ra bước ngoặt. Hãy tạo cho mình thêm nguồn năng lượng tích cực, tin rằng bản thân có thể thành công, có thể nổi bật và vận dụng luật hấp dẫn để thu hút mọi điều tốt đẹp đến với mình. Sau đó, hãy làm việc chăm chỉ để làm những gì bạn cần và tin rằng cuộc sống cuối cùng sẽ mở ra những ngày tốt đẹp hơn. Ba là nhìn thái độ của họ với tiền bạc. Thái độ của một người đối với tiền bạc che giấu điểm mấu chốt của con người họ. Những kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì lợi nhuận, phản bội lòng tin vì tiền bạc, dùng thủ đoạn lừa gạt người khác, tìm cách hãm hại người khác, cuối cùng sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Tiền là con dao hai lưỡi đối với người chính trực. Tiền là phương tiện cải thiện cuộc sống, sưởi ấm lòng người. Đối với kẻ tham lam, nó sẽ khiến con người ta lạc lối,
xa vào vực sâu, người giỏi giang thích của nhân phải lấy bằng cách chính đáng. Hơn ai hết, họ hiểu nước có thể nâng thuyền, cũng có thể làm thuyền chìm mất. Trời đất có mắt, những kẻ làm điều ác ắt sẽ bị trừng phạt. Những người chân thành đối xử với người khác ắt sẽ được đền đáp. Nếu có thể chân thành thì đừng giả dối. Nếu có thể ngay thẳng thì đừng chỉ vì lợi ích, hãy chăm chỉ cố gắng kiếm tiền. Nhưng cũng luôn phải nhớ hai chữ lương thiện, biết đâu là việc có thể và không thể làm. Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu cũng nên kiếm tiền bằng chính sức lực của mình. Đừng tham lam những gì không thuộc về bản thân, để rồi đẩy chính mình vào tình cảnh khó khăn hơn. Tiền phải kiếm được một cách quang minh, chính đại. Con người phải sống thực tế và chăm chỉ làm việc, hài lòng với những gì mình có. Cuộc sống ắt sẽ mở ra những điều tốt đẹp cho bạn. Trên đây là tử vi của tuổi Bính Thìn sinh 1976, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.